Hiện nay thì trên không gian mạng ấy thì nó có hai luồng tư tưởng. Cái tư tưởng đầu tiên đấy, có thể nói đấy, đầu tiên là gì, là chúng ta thấy được là những cái người mà ghét ông Thích Minh Tuệ đang khá là hả hê và cho rằng đó là công lao của mình. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn không nên cực đoan như vậy, bởi vì vô hình chung như vậy là các bạn đang phá vỡ cái tự do tôn giáo tại Việt Nam, đi vào đúng cái thòng lọng mà bọn ba que đấy nó giăng bẫy này. Tức là bây giờ đấy là có những người chỉ rằng là ông này cần phải bị bắt, cần phải xử lý. Nhà nước Việt Nam không bắt, không xử lý, mà đây là sự dàn xếp vì cái lợi ích của xã hội, chứ không phải là vì cái này ông Thích Minh Tuệ ông gây ảnh hưởng đến nhà nước cả, mà bị đây là gọi là cái sự gọi là dàn xếp ổn thỏa giữa ông Thích Minh Tuệ và các lực lượng chức năng. Không thể nào ông ấy cũng đã trong những ngày qua ấy, tôi khẳng định luôn, ông Thích Minh Tuệ ông cũng rất khó chịu, không làm thế nào được, lực bất tòng tâm, nên phải có sự kết hợp giữa ông Thích Minh Tuệ và cơ quan chức năng mới làm được cái việc này. Có thể nói là một pha xử lý rất là mượt mà, tôi nói là một pha xử lý rất mượt mà đến từ PCA, PCA là Bộ Công an ấy. Tức là có sự giúp đỡ và đánh lạc hướng trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của những người đi theo ông Thích Minh Tuệ, đúng không? Thế thì đây là cái sự dàn xếp thôi, không ai muốn đi, mình đi tu mà cứ hàng đống là đống người đằng sau, cái việc ăn uống ngủ nghỉ đều bị nhòm ngó rồi, không còn cái không gian nào để mà yên tĩnh để mà tu hành nữa, không ai mong muốn cái điều đó cả. Và nhà nước thì không bao giờ mong muốn là một cái đám đông mà cứ đi theo thầy Tinh Tuệ tỏ cái sự sùng bái cá nhân nó đến bất chấp như vậy, đúng không? Nhà nước cũng chẳng có ngứa ngẩy gì cái chuyện đó đâu, nhưng nó gây ra cái mất trật tự an toàn xã hội này, rồi mất trật tự an toàn giao thông này, ảnh hưởng đến sức khỏe và đã có người chết rồi chứ không đâu, đúng không? Thì đây là một cái sự dàn xếp của nhà nước trong cái sự đồng thuận của cả những cái người mà đi tu ở đó. Mà tất nhiên ở đây đấy ai cũng hiểu được những cái người đi theo ông Thích Minh Tuệ chỉ là những người phong trào thôi, kể cả là những cái ông đi tu tập cũng chỉ là những người đi phong trào thôi, chỉ cần ông Thích Minh Tuệ biến mất những người kia tự nhiên ai về nhà đấy. Cho nên là bây giờ hiện giờ có một vài các cái bài phỏng vấn ở trên TikTok hay nói rằng là trong đêm bất ngờ có ấy, thì người ta cũng không cần phải bàn với những người như vậy, người ta chỉ cần bàn với ông Thích Minh Tuệ thôi, còn đấy các vị muốn đi cứ đi đi, xem ông nào có đủ sức đi như ông Thích Minh Tuệ. Ở trong đoàn đó nếu như có ai mà có thể tiếp tục kéo dài cái sự ủn tắc giao thông chỉ có ông Thích Minh Tuệ, vì chỉ có ông mới đủ sức để mà ông ấy đi tu tập, bởi vì nó đã được trải nghiệm rồi. Thế cho nên là bây giờ đấy là những cái người nào mà liên tục cho rằng là Bộ Công an mà xử lý bắt bớ nó kia, đây là vô tình chui vào cái bẫy của bọn bọn ba quê, nó sẽ lại tiếp tục rêu rao lên rằng ở Việt Nam không có tự do tôn giáo, ở Việt Nam là đàn áp tôn giáo, ở Việt Nam là những ai nằm ngoài cái giáo hội Phật giáo sẽ bị gọi là đối xử bất công, vô hình chung là làm khó nhà nước. Cho nên tôi nói các bạn là tích cực, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh những đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ, các bạn rất khó chịu, nhưng mà các bạn không tỉnh táo, các bạn không dùng trí thông minh, các bạn không dùng cái trí lực của mình để mà xử lý vấn đề và đưa thông tin vấn đề một cách tốt ấy, thì các bạn đang tiếp tay cho những lực lượng bạo quen, lực lượng phản động. Thế thì tình hình là bây giờ đây là đấy là một cái luồng thông tin. Thế còn theo như đúng như là giáo hội nhà giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, thì hôm nay ông đang đang lên rất rõ ràng rồi. Thế là cái câu chuyện là ông này ông ấy tự nguyện sau khi mà đã được các cơ quan chức năng giải thích lý do các ABC các kiểu, thì đã giải thích rất rõ ràng và ông này cũng đã tự nguyện là dừng cái việc tu tập, tức là vẫn tu tập nhưng mà ông không đi bộ hành nữa, không cho các YouTuber bám theo nữa, không tạo ra những cái mà gọi là mất trật tự nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của ông ấy nữa. Thì đấy là cái thông tin chính thức, và cái này tôi trong tất cả các văn bản của giáo hội Phật giáo Việt Nam khi viết về ông Thích Minh Tuệ tôi chưa đồng tình với một cái văn bản nào cả, nhưng riêng cái văn bản ngày hôm nay tôi rất là đồng tình với văn bản đó, bởi vì đó là văn bản cần thiết để chấn chỉnh ngay những cái mồm mà không có cái lão đấy, các bạn nhớ như vậy nhé, những cái mồm không có lão rồi bắt đầu lại nghênh ngang lên là hoa đã lở vớ vẩn lên thiên. Thì đây đất nước thì vẫn nghèo, dân không chịu làm, dân làm thì đi theo ông trời đất hỡi, trời ơi đất hỡi vô dụng ăn không ngồi rồi chẳng có ích gì cho xã hội cả. Mỗi người nó có một cái giá trị khác nhau như vậy, trong một bộ máy các bạn thấy không, đúng không? Trong bộ máy có những con ốc các bạn nhìn nó tưởng nó rất là vô dụng, tại sao không hàn bố nó lại đấy. Có những con ốc của hồi con ốc này bắt vào có như không vứt đi, thế nhưng khi lần sờ ra nó mới thấy tác dụng. Thế thì mỗi một người nó có một giá trị khác nhau, đối với lại ông Thích Minh Tuệ đó là một cái giá trị về văn hóa, về tâm linh. Các bạn có thể nếu như trong lịch sử của nhân loại người ta dựng nước bằng vũ lực, người ta dựng nước bằng trí lực, người ta dựng nước bằng quyền uy, bằng huyền cơ, bằng trí não đúng không? Thế nhưng người ta giữ nước phải thông qua tôn giáo. Nếu như không có tôn giáo rất khó để đoàn kết được mọi người dân, tôn giáo cũng chính là một phần. Thì chúng ta cuộc đời chúng ta phải vậy đấy, nước lên truyền lên, nước xuống truyền xuống thôi, phải biết lựa nhau, phải biết lựa, phải biết tận dụng tất cả những cái hoàn cảnh, tất cả những cái yếu tố để làm sao để xây dựng một cái đất nước hùng cường. Thằng Mỹ, thằng Pháp nó biết dựa vào Vatican để nó xây dựng lên một đế chế hùng cường của nó, thì chúng ta phải biết dựa vào những cái gì mà chúng ta có.
Thế các bạn có thể chê rằng là tôn giáo nó là cái liều thuốc độc, nhưng mà con người liều 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 thuốc phiện, nhưng con người đôi khi rất cần thuốc phiện, cơ bản nó là như vậy.